phi vụ bánh pizza đêm khuya. Tí và Tèo là hai cậu nhóc lớp 4 nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Một tối nọ, khi bố mẹ đang ngủ, cả hai cảm thấy đói bụng và muốn ăn bánh pizza. Nhưng nhà hết tiền tiêu vặt, hai cậu liền nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, tự đi mua pizza lúc nửa đêm mà không để ai biết. Kế hoạch bắt đầu với việc Tí lấy xe đạp của bố và Tèo chịu trách nhiệm tìm đường đến quán pizza gần nhất. Trời khuya, đường vắng vẻ, cả hai đạp xe trong im lặng, hồi hộp vì sợ bị bắt gặp. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rắc rối khi họ đến ngã tư lớn và gặp phải một chú cảnh sát đứng gác. Tèo nhanh trí, giả vờ như cả hai đang trên đường đến nhà ông bà để đưa thuốc. Cảnh sát nhìn họ đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng để cho qua. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, cả hai cười phá lên vì kế hoạch đã thành công một phần. Nhưng khi đến quán pizza, lại có thêm một vấn đề lớn. Quán đã đóng cửa, không chấp nhận thất bại, Tí gõ cửa kính và gọi lớn tên của chú chủ quán, người mà cả hai biết rất rõ. Sau vài phút im lặng, chú chủ quán ngáy ngủ bước ra với bộ đồ ngủ và vẻ mặt ngơ ngác. Thấy hai cậu nhóc, chú ban đầu định mắng, nhưng rồi lại phá lên cười khi nghe câu chuyện phi vụ pizza nửa đêm của hai cậu. Thấy thương cho lòng nhiệt tình của Tí và Tèo, chú quyết định làm cho họ chiếc pizza cuối cùng trong ngày. Tưởng như mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng khi vừa nhận được bánh, Tèo lại quên không mang theo tiền. Lần này cả hai đứa cùng xanh mặt vì không biết làm sao trả tiền. Trong lúc bối rối, Tí lỡ miệng nói, chú có thể ghi nợ không? Chú chủ quán lại cười khanh khách, nhưng đồng ý cho qua lần này với điều kiện cả hai sẽ phải giúp chú lau dọn quán vào cuối tuần. Trên đường về, Tí và Tèo vừa ăn pizza vừa cười vì những tình huống bất ngờ họ đã gặp phải. Về đến nhà, cả hai leo lên giường và thề với nhau sẽ không bao giờ làm điều gì táo bạo như vậy nữa, ít nhất là cho đến khi có pizza lần sau.